Bivot, giải pháp học cổ đông trực tuyến số 1 Việt Nam. Bivot là giải pháp tuyệt vời không chỉ trong mùa dịch Covid mà còn là xu thế công nghệ của tương lai. Với Bivot, mọi doanh nghiệp có thể dễ dàng tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, tiết kiệm chi phí, cổ đông biểu quyết online dù ở bất kỳ đâu. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain minh bạch, công khai và toàn vẹn dữ liệu. Kết quả bỏ phiếu hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, hệ thống cho phép hàng triệu người truy cập một lúc mà không xảy ra ngẽn mạng. Truy cập ngay website hocodong.bivot.vn để đăng ký tư vấn miễn phí và dùng thử ngay hôm nay. Liên hệ hotline để được giải đáp mọi thắc mắc. Bộ Giao thông Vận tải cho phép Vinpearl khai thác thí điểm tàu lặn Trident Deepview 24 tại Nha Trang. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ban hành quyết định cho phép công ty cổ phần Vinpearl triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha Trang từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023. Mục tiêu của việc thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha Trang nhằm gia tăng loại hình du lịch, giảm thiểu tác động đối với tài nguyên, môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cao cấp, đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch, mang đến cho khách du lịch trải nghiệm thực tế độc đáo về hệ sinh thái phong phú, đa dạng tại Vịnh Nha Trang. Cùng với đó là tạo ra môi trường pháp lý cho loại hình dịch vụ tàu lặn phục vụ du lịch, tạo tiền đề để triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại cho ngành vận tải trong tương lai. Theo quyết định của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, phạm vi hoạt động của dịch vụ tàu lặn Vinpearl được quy định cụ thể theo tọa độ tại khu vực Bãi Bàn và Hòn Một của Vịnh Nha Trang. Tại khu vực Bãi Bàn, thời gian hoạt động của tàu lặn từ tháng 2 đến tháng 10 hàng năm. Trong khi đó, ở khu vực Hòn Một, tàu lặn được hoạt động từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Trước khi đưa vào khai thác dịch vụ tàu lặn, trong tháng 1 năm 2021, công ty cổ phần Vinpearl vận hành thử nghiệm tàu lặn và các hệ thống trợ giúp để kiểm tra độ sâu, tuyến lặn thuộc khu vực Bãi Bàn và Hòn Một. Trước đó, vào cuối tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc triển khai thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan tại Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của công ty cổ phần Vinpearl. Thời gian thí điểm là 2 năm kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động. Hồi tháng 5 năm 2020, thông tin tập đoàn Vingroup đặt mua tàu lặn Trident Deepview 24 theo đơn đặt hàng của hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl nhằm cung cấp trải nghiệm cho du khách tại đảo Hòn Tre ở Nha Trang đã được nhiều tờ báo nước ngoài đồng loạt đăng tải. Theo tìm hiểu, Deepview 24 là tàu lặn do hãng Trident đóng và được thiết kế riêng theo yêu cầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hãng Trident mất 18 tháng để hoàn thiện con tàu với giá trị hàng triệu USD. Tàu lặn Trident Deepview 24 có 24 chỗ ngồi, dài hơn 15m với trọng lượng gần 55 tấn. Chiếc Deepview 24 là tàu chạy bằng điện với lượng pin đủ cho 14 giờ lặn và tốc độ chạy gần 6 km/h. Ngoài ra, Deepview 24 được các chuyên gia trong ngành hàng hải đánh giá là con tàu ngầm du lịch xa xỉ bậc nhất để khám phá đại dương và hết sức an toàn cho các du khách. Theo vietnamfinance.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.